đúng màu nha. Chào các bạn nha, hôm nay sẽ trò chơi là ship chồng những cái màu sắc nha các bạn. Đây, màu vàng nha. Wow, quá trời cao luôn nha các bạn. Cao sắp tới mây luôn rồi. À, tới màu xanh. Ôi ôi, cao cao dữ. Siêu cao luôn rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Rồi, cao đã luôn. Cao tới mây luôn. Nhìn 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 vô. Ồ, xa chưa? Xa chưa? Trời ơi, từ 3,6 mét, x 3,6 và 3,8 luôn. Quá dữ. Xa quá trời xa luôn. Rồi, tới cao 3 nha. Coi sắp được cái hình này gấp đầy rồi nè. Đúng rồi. Chơi đầy cái hình đó nghỉ nha. Ủa, có cái gì vậy? Lộn. Lộn, lộn, lộn. Có vàng, 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 vàng. Ủa, sao nó giảm được vậy? Chưa đủ cao mà sao các bạn ơi. Mai mốt mình nó không cho nó giấy vàng luôn. Ờ, đúng rồi. Ôi, màu đỏ quá trời luôn. Màu đỏ quá trời luôn. Quá đẻ luôn. Cao quá. Ôi, ừ, dạ, nhiều giống, nhiều giống, nhiều giống. Hay đang quen rồi. Điếu, chứ bộ. Này xa không bằng nãy, nãy xa hơn. Này sẽ ít hơn các bạn ơi. Rồi, chơi lại màn tiếp bột nha. Tiếp tục màn nữa. Không, cái này xa hơn nè. Không chơi biết. Chơi không? Ta chơi. Rồi, chưa đầy nữa. Đấy, khoan khoan để nâng cấp lên chút. Nãy giờ quên nâng cấp. Nâng cấp cho mạnh mạnh lên. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục lấy màu đỏ nha các bạn. Màu nó vàng quá, nó vàng, nó vàng. Màu sao nó cay. Thấy đi. Màu sao nó cay luôn nha. Ôi, bấm vô, bấm vô, bấm vô. Yeah, được nhiều quá. Bấm vô. Ờ, cao quá thì cao luôn các bạn ơi. Mà ít hơn đúc xíu đúng không? Nhưng mà không xa bằng cái màn đầu tiên. Đầu tiên là xa nhất. Rồi, tiếp tục chơi nha các bạn. Coi đầy chưa? Trời ơi. Chưa đầy nữa, mới 80% mà. Đúng rồi, còn bây giờ đến cao. Cao đó. Luôn. Rồi, đây. Ô, lấy vàng. Toàn là vàng không à, màn này toàn là vàng. Màn này là cho vàng, không có khó. Nó không có khó. Quá trời cao luôn các bạn ơi. Cái tích luôn. Cao dữ dội luôn nè. Làm sao cho hết màu đỏ nó mới cao dữ lắm á. 24 luôn nha. Cao dữ. Dạ. Dữ luôn. Để coi đầy cái người chưa, đầy cái người là nghỉ đúng nha. Đúng rồi, đúng rồi. Quá, ổn gì vậy? Đầy người nhưng mà phải coi quảng cáo nhưng mà không có coi được, bỏ luôn. Rồi đây là màn cuối cùng nha. Tới câu 3 hả con? Câu 3 đi, câu 3 đi. Màn cuối cùng mà. Ừ, nó khó mà. Ồ, nó ôi vàng nha. Sao nó cạnh, á, à, lộn. Lộn nó lộn mất, à. Được không? Gần hết vàng luôn. Wow, nó màu vàng nha các bạn. Ôi, ở trên có tầm đi mà không lấy. Ồ, cái gì vậy sao nghiêng nghiêng vậy? Nhiều quá, 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 nhiều quá các bạn ơi. Nhiều quá các bạn ơi. Wow, 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 wow. Ôi, đã quá. Ôi, nó cao nè, coi nó cao nè. Cao nè. Nó bỏ xa nha, mà chắc xa nhất luôn á. Cao quá trời cao luôn. Sao ít luôn các bạn, sao hai. Ôi, xét, xét tới đất luôn, chết nữa tới đất à. Ổn quá. Thôi nghỉ đi. Mà chơi mình nó. Ôi trời ơi, vậy à con.